Trời ơi, bây giờ Thảo đang đi leo lên chinh phục ba ba chả cho đường chân quá. Thôi đường sáng nay dơ quá trời luôn cả nhà ơi, xinh không à, nhìn nè chân. Đó, đường khó đi lắm cả nhà, nhưng mà Thảo vẫn phải cố gắng đi lên để livestream, để quay phim lại những thước phim đẹp cho cả nhà mình xem. Vừa trơn trượt, vừa khó đi mà vừa cao nữa, vừa lạnh nữa mà đó. Trời, lên tới đây cái anh đổi tên em luôn anh. Đó, cảnh đẹp lắm cả nhà. Đây, Thảo sẽ quay một vòng nha cả nhà mình xem nha. Đó. Cảnh đẹp quá, cảnh đẹp quá. Thảo, em quay với lại anh bộ đội cho đi. Dạ. Yeah. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi, chào chào cả nhà cái đi anh ơi. Nó đang livestream đó. Anh dễ thương quá. Đó, sáng nay đi còn có sức để nói cơ à? Dạ. Tí nữa sáng... đi được khoảng 50 mét nữa chắc là hết sức rồi. Chừng nào hết sức rồi tính anh ơi. Đi leo núi mà băng qua rừng qua suối. Cái đường của Thảo đi nè. Rồi nó trong trên gập ghềnh, khó đi. Tại vậy mà vừa cao còn vừa lạnh nữa. Sau lưng Thảo có một anh bộ đội rất là dễ thương. Anh ấy tên là Kháng. Anh Kháng ơi, chào cả nhà đi anh Kháng ơi. Anh Kháng vừa đẹp trai mà vừa nhiệt tình nữa, dễ thương lắm cả nhà. Mai mốt cả nhà mình á, có muốn chinh phục ba ba chải á, thì đi lên đồn biên phòng ba ba chải, nơi mà anh Kháng đang công tác. Liên hệ với anh Kháng để anh Kháng đưa cả nhà mình leo núi cả nhà nha. Đường đi đường trơn lắm. Đây. Nước không? Vừa nước mà vừa trơn trượt nữa. Một thành viên rất là dễ thương trong đoàn. Anh Hiếu mệt quá rồi, anh Hiếu thở hết ra hơi rồi. Thảo cũng mệt quá, Thảo thở hết ra hơi rồi. Một chặng đường rất là dài, rất là gian nan, rất là đó, nguyên một cái cây nó chắn ngang đường vậy hả, phải leo lên cái gốc cây đi, mệt quá. Đường núi, đường khó đi lắm cả nhà. Đây, khó đi cực kỳ luôn. Đây là những cái đoạn mà bị sạt lở nè. Mưa vừa rồi có trận bão á, vừa rồi có trận bão ghé qua, cho nên giờ đường bị sạt lở cũng nhiều, cũng khá nhiều. Các bạn ơi, bây giờ Thảo đã lên tới cái cột mốc biên giới rồi nè. Hai đứa đứng em. Lào, Trung Quốc, Việt Nam. Sương mù quá xung quanh luôn. Cái đoạn đường lên đây rất là mệt mỏi.
Đây, cái cột mốc này. Đó, cột mốc lên sau lưng này. Không, em nằm ngủ cả thôi em. Có thấy con mẹ gì? Mẹ có mâu mày hả? Đây là cục mốc của ba nước Lào, Việt Nam với lại Trung Quốc. Cái này là Việt Nam nè. Mặt này của Việt Nam nè. Chụp bên đây mới thấy được cái mặt Lào. Đây phía bên này là chúng ta hướng về sau lưng quý vị. Đây là hướng về phía bên phía tây của Trung Quốc. Việt Nam, Quảng Nam của Trung Quốc. Đây là của Lào. Bên này là sau lưng Thảo là sương mù với lại mây, lạnh quá trời luôn, lạnh tê tái luôn, nhưng mà Thảo hy sinh vì nghệ thuật, cởi áo hết, cởi áo khoác ra chụp hình luôn. Quyền riêng tư. Đây là người Việt Nam nè. Còn đây là cái cột của Trung Quốc. Đây, một bạn nữ dưới đây. Mình nam ông phản, ông phản. Một bạn nữ dưới của đây. Đây, người ta đi qua Lào đây. Đây là đó là cái cột của Trung Quốc. Đây đi qua Trung Quốc đây các bạn. Đằng sau lưng của Thảo. Trong vòng mấy giây người nó đi được ba nước. Rồi đi luôn đi. Các bạn thấy đằng sau lưng Thảo quá sưng mây không? Mây quá trời luôn. Mây mà còn lạnh nữa. Hello Kenny ơi. Bây giờ Thảo đang đi xuống nè. Cái đoạn đường đi xuống nó dốc quá cho nên phải nhờ anh bộ đội đẹp trai ở phía sau giữ Thảo lại chứ không té xếp nó bị trượt rồi. Đây để Thảo quay cái đoạn đường dốc cho cả nhà mình xem nha. Hả, cái đoạn đường á dốc quá trời dốc luôn. Sợ cái này anh hướng dẫn đẹp trai của phía bắc đây, anh Nguyên đây. Nguyên ơi chào cả nhà đi. Đâu có thể đâu mà chào. đây anh Nguyên đây. Với lại anh Hiếu nữa, anh Hiếu ơi chào cả nhà đi anh Hiếu. Hai anh hướng dẫn đẹp trai nhất của miền bắc. kéo đi anh em ơi, kéo đi đi. Dạ. Thảo đây, xuống Thảo ít thôi đi đi. Yeah. Em là vui sống ảo mà anh Tâm Mau ơi. Ai vậy? Đi cái đoạn đường này dốc nguy hiểm quá trời luôn nè, dốc đứng luôn. Nhờ anh bộ đội phía sau giữ Thảo lại, hoặc là Thảo lăn xuống dưới luôn. Bộ đội đẹp trai không cả nhà? Giữ Thảo lại chứ không là Thảo té, Thảo lăn xuống dưới luôn.